Xin chào các bạn, tiếp tục series về những cái chia sẻ kinh nghiệm âm thanh của mình. Thì trong số lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm mà giúp cho cái loa của bạn nghe nhạc hay hơn đáng kể. Và đặc biệt là những cái cách mà mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Đây là video thứ 9 trong chuyên mục hỏi đáp âm thanh của mình. Và nếu như mà các bạn là lần đầu tiên đến với Điện tử Linh Anh thì hãy xem lại các video cũ để có thêm các cái kinh nghiệm bổ ích khác. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Ok, đầu tiên thì sẽ là burn-in loa là gì? Burn-in loa thì sẽ giống như là burn-in tai nghe, có nghĩa là chúng ta phát các cái âm thanh ở nhiều dải tần số khác nhau. Thường các cái dải âm thanh để dùng burn-in ấy thì nó sẽ dùng các dải âm thanh rất cao hoặc là rất thấp, và những cái dải âm thanh đó là khá là khó nghe, nó phát ra cái loa liên tục từ 50 đến hàng trăm giờ, giúp cho cái loa nó sẽ phát huy được hết cái khả năng của nó. Và cái việc burn-in này thì nó sẽ làm cho là cái gân loa, các cái thành phần của cái loa là gân loa, nhện loa, nó hoạt động trơn tru và mềm dẻo, khiến cho cái loa hay hơn đáng kể sau khi burn in. Và chúng ta có hai cách burn in. Với cách burn in thứ nhất ở phía trên mình vừa nói thì cái khoảng thời gian burn in nó mất chỉ khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Và cái cách burn in thứ hai thì có nghĩa là khi chúng ta nghe nhạc bình thường đó cũng là burn in, và chúng ta burn in như vậy thì cái khoảng thời gian sẽ khá là lâu, thường là vài tháng thậm chí đến vài năm thì chúng ta mới cảm nhận được sự thay đổi. Và sự thay đổi thì có thể là một chút rất là khó để nhận biết. Và mình thấy cách burn in thứ nhất thì nó sẽ đưa ra hiệu quả tốt hơn và nhanh hơn. Một số lưu ý khi burn in thì khi chúng ta burn in thì chúng ta nên burn in ở một cái khoảng âm lượng khoảng 60-70% thôi, không nên bật quá lớn. Và cái thời gian burn in thì mỗi ngày chúng ta cũng chỉ nên burn in trong khoảng từ 8 giờ. Còn tai nghe thì burn in khá là đơn giản, nhưng đối với loa thì chúng ta chỉ nên burn in những cái loa Bluetooth nhỏ gọn hoặc những cái loa cỡ vừa. Còn với những dàn âm thanh hay là loa sao ba chẳng hạn, công suất khá là lớn, nên nếu bạn mở liên tục những âm thanh khó nghe đó trong thời gian dài thì chắc không ai chịu được. Mình đã từng có một khách hàng úp chăn vào cái loa JBL Boombox ấy để bật nhạc burn in trong nhiều giờ liền, và người ta mang qua cửa hàng để so sánh với một chiếc loa khác thì cái chiếc loa sau khi được burn in ấy nghe hơi hay hơn tương đối so với cái loa mới. Và nó hay hơn cụ thể là bass của nó sâu hơn và cái phần âm thanh nghe mềm dẻo hơn rõ ràng. Chi tiết về cách burn in loa như thế nào thì mình sẽ để một số các cái bài viết ở dưới phần mô tả để các bạn có thể đọc và hiểu rõ hơn về việc burn in đúng cách. Cách thứ hai để giúp chiếc loa của bạn nghe hay hơn đó là về nguồn nhạc. Cái này là cực kỳ quan trọng các bạn nhé, vì cái nguồn nhạc hay hay là dở ấy, nó quyết định trực tiếp đến cái việc là loa của bạn phát ra hay hay không. Và nếu các cái loa của bạn có hay đến mấy mà nguồn nhạc không tốt thì nó cũng sẽ thành dở. Mình sẽ nói qua một số các nguồn nhạc chất lượng không được tốt lắm mà các bạn vẫn hay nghe ở trên mạng, như là trên YouTube này, trên Zing MP3 thì kể cả bản VIP, hoặc các cái file nhạc mà không rõ nguồn gốc các bạn tải về thì có thể nó đã qua chỉnh sửa nên là chất lượng cũng không được tốt. Một số nguồn nhạc mà mình cảm thấy khá là ok thì ngoài lấy file chất lượng cao từ đĩa CD gốc ấy, thì các bạn có thể nghe qua các cái ứng dụng nổi tiếng với cái độ tin cậy cao như là Spotify này hay là Apple Music, đều có cái mức phí khoảng 59.000 một tháng gì đó. Hai ứng dụng này thì khá là nổi tiếng và nhạc thì là nhạc bản quyền, file nhạc gốc ở trên đó nên là chất lượng khá là tốt. Hoặc nghe qua cái đĩa CD hay đĩa SACD, đĩa than, hoặc là các cái file nhạc lossless download từ các nguồn tin cậy. Hàng tháng thì mình đều up các cái album nhạc chất lượng cao lên website, nên là các bạn nào mà muốn download nhạc có thể vào đó để tải một số các nhạc mà mình có về máy tính. Thứ ba thì sẽ là chọn cái dòng nhạc mà phù hợp với cái loa đó nhất. Thì mỗi cái loa hay là mỗi cái hãng loa thì nó có một cái chất âm riêng và nó có một cái sở trường ở những cái giải nhạc cụ khác nhau. Chính vì thế nên khi các bạn chọn được những cái bản nhạc hay là phù hợp với cái loa đó thì nó sẽ phát huy được hết khả năng và nghe hay hơn đáng kể. Ví dụ như các dòng loa của Hartmann Kardon này, JBL, Sony hay Logitech thì sẽ hợp với các cái nhạc mạnh, nhạc sôi động, nhạc trẻ. Với hai giải âm là giải trung và giải cao thì không quá là tách bạch, không nịnh tai cho lắm, nhưng khá là sáng và rõ. Đặc biệt là giải thấp thì lại là thế mạnh, với âm bass gọn và có lực. Hơn nữa thì giải thấp thường xuống được khá sâu với cái công nghệ Passive Radiator, màng cộng hưởng thụ động đó. Các mẫu loa di động hay để bàn của Calif thì sao? Thì âm thanh khá là sạch sẽ, tách bạch, rất mạnh ở giải cao lên rất là cao. Âm thanh sáng và nịnh tai nên cực kỳ hợp để thể hiện những bản nhạc không lời, giao hưởng, acoustic. Đặc biệt là rất hay khi thể hiện những cái nhạc cụ từ bộ gõ này, đàn tranh, đàn guitar hay là tam thập lục, vân vân. Muscle thì mạnh ở âm thanh khá là khô, mộc mạc và nguyên sơ, tạo nên được sự hoài cổ và thật từ giọng ca sĩ. Và cái phần nhạc cụ như là guitar điện này cũng rất là tốt, nên khá là hợp với nhạc rock, nhạc country hay những cái nhạc bất hủ thập niên 80-90. Đến ông Pioneer hay các thương hiệu từ Nhật Bản thì sẽ có chất âm chung khá giống nhau, là đều ở cả ba giải âm, không nịnh tai cho lắm, bass cũng không gọn, nhưng chất âm tổng thể khá là mềm và mượt.
đặc biệt là phần trung âm ấm và có độ dày. Độ sạch và chi tiết thì đạt ở mức trung bình khá. Vì vậy âm thanh khá hợp để chơi các dòng nhạc Việt Nam hoặc là các cái nhạc vàng, nhạc bolero, dân ca cổ truyền cũng rất là hợp. Chính vì thế nên bạn phải biết được cái loa của bạn thuộc hãng nào, hay là thêm một vài các yếu tố như là cấu tạo của loa bên trong này, hay số lượng củ loa bên trong cái loa của bạn, thì để biết được là nó sẽ phù hợp với cả các thể loại nhạc nào nhất. Thứ tư thì sẽ là vị trí đặt loa và không gian nghe nhạc. Với những chiếc loa nhỏ mà đặt ở những cái không gian nhỏ thì không có gì phải bàn rồi. Nhưng mà với những chiếc loa nhỏ mà các bạn lại nghe ở trong những cái không gian lớn thì các bạn nên là đặt gần các cái vị trí người nghe là thứ nhất. Thứ hai nữa là các bạn nên đặt gần những cái vị trí góc cạnh tường, hay là đặt ở các cái cạnh góc bàn làm việc ấy, thì như vậy âm thanh sẽ được cộng hưởng và nghe hay hơn khá nhiều. Còn nếu loa của bạn mà to, công suất lớn nhưng bạn lại nghe ở trong một cái phòng diện tích lại quá là nhỏ ấy, thì thường nó sẽ dẫn đến các hiện tượng ù rền, nó tạo ra cái tiếng ù do cộng hưởng dội âm, nghe khá là khó chịu. Thì lúc đó ta sẽ giảm âm trầm nếu như mà loa có điều khiển, hoặc là điều chỉnh equalizer trên các cái ứng dụng mà hỗ trợ. Còn nếu cái loa của bạn mà không có điều khiển, cũng không có ứng dụng để mà hỗ trợ điều chỉnh cái equalizer đó, thì các bạn có thể để loa ra các cái vị trí thoáng như kiểu giữa phòng và bật loa nhỏ một chút, cũng làm giảm đi cái tiếng ù khó chịu đó. Với những hệ thống âm thanh mà có loa sub trầm rời ấy, thì cái việc các bạn đặt cái loa sub trầm ở đâu nó quyết định khá nhiều đến cái chất lượng âm thanh của giải thấp. Với loa sub thì các bạn nên đặt ở vị trí dưới đất để tối ưu hóa được về mặt âm thanh cho loa trầm. Và thứ hai nữa là khi chúng ta đặt ở gần tường, cạnh tường hay góc tường thì chúng ta nên đặt cách các cái vị trí mỗi mặt là tối thiểu là 20cm để tránh các cái cộng hưởng tiêu cực ảnh hưởng đến âm thanh. Ngoài sự tương quan giữa công suất của loa và diện tích phòng thì nếu muốn nghe nhạc hay hơn, các bạn hãy giảm thiểu tối đa tiếng ồn đến từ môi trường xung quanh. Khi đó thì não của chúng ta sẽ tập trung và xử lý tốt hơn, đồng thời thì cũng nghe được các âm thanh đó chi tiết hơn. Thứ năm là về việc điều chỉnh equalizer. Khi nào thì chúng ta nên điều chỉnh equalizer? Khi chúng ta chưa thực sự hài lòng và muốn giải cao sáng hơn này, tăng giải bass lên chẳng hạn, hoặc là tăng giải trung lên, thì cái việc điều chỉnh này sẽ tùy từng theo cái gu nghe nhạc của mỗi người hoặc theo từng thể loại nhạc, khiến âm thanh được tối ưu tốt hơn với thể loại nhạc mà chúng ta đang nghe. Nhưng các bạn cũng lưu ý một việc là khi chúng ta chỉnh equalizer như vậy thì nó cũng làm giảm đi cái chất lượng bản nhạc đáng kể. Và cái việc giảm chất lượng bản nhạc đi nhiều hay ít là do cái phần mềm mà chúng ta sử dụng. Có những cái phần mềm chất lượng kém mà chúng ta sử dụng nó còn làm méo đi cái bản nhạc mà chúng ta đang dùng. Và điều chỉnh equalizer như thế nào thì cho nó hợp lý? Thì theo mình thì chỉ nên điều chỉnh equalizer khi mà các cái thiết bị của bạn có tích hợp các cái nút vặn cơ học hay các cái nút bấm điện tử trực tiếp ở trên thiết bị đó. Ví dụ như là chúng ta chỉnh âm bằng các cái nút vặn cơ học bass chef trên loa Marshall ấy, hoặc là những cái nút ấn điện tử để chỉnh âm bass ở trên các cái loa sau ba, thì sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng bản nhạc. Ngoài ra ở những cái bản nhạc hay là những cái loa mà có giải chef quá sáng hay giải bass quá mạnh thì cũng không tốt, vì ban đầu các bạn nghe thì có thể cảm thấy khá là thích thú, nhưng nghe lâu thì sẽ khá là hại đến tai và gây ra cảm giác khó chịu. Và điều cuối cùng mình đã nói rất nhiều trong các video của mình ấy, là các bạn khi mua đồ âm thanh thì các bạn nên là nghe trực tiếp đến cửa hàng, tìm những cái cửa hàng nào có nhiều loa để nghe và so sánh với nhau. Còn khi các bạn mà chưa có kinh nghiệm thì không nên mua đồ âm thanh online các bạn nhé. Và khi mà mua loa thì các bạn nên tin vào đôi tai của mình. Khi các bạn thử một cái loa các bạn thấy nó không hay, có nghĩa là cái loa đó không hợp với các bạn. Và các bạn nếu đã thấy cái loa đó hay thì các bạn nên dừng lại ở đó và lựa chọn cái loa đó, thay vì mình phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho những cái loa công nghệ cao hơn và đắt tiền hơn của các hãng đắt tiền. Và ví dụ như là khi chúng ta cần một cái loa di động bass khỏe và sâu một chút, thì chúng ta có thể bỏ ra 6 triệu chọn lựa ngay một con loa là Harman Kardon Go Play, thay vì bỏ ra hàng chục triệu với những cái thương hiệu như Bose hay là B&O. Ok, đó là những chia sẻ của mình về những cái cách đơn giản nhất mà các bạn có thể áp dụng ngay sau khi xem video này. Nếu các bạn có thắc mắc thì hãy comment xuống phía dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp các cái câu hỏi của bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.